Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ở video lần này. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu video tiếp theo về thông tin của dự án ICO Homeland. Những thông tin mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dự án Homeland hôm nay là những cộng sự của dự án Homeland cũng như sự quan tâm của giới truyền thông đối với dự án ICO Homeland. Để giúp cho dự án đi đến thành công, ngoài lộ trình rõ ràng, đối ngũ team nhiệt huyết và có năng lực lãnh đạo thì chúng ta không thể không nhắc đến những cộng sự của dự án. Những tổ chức này sẽ giúp cho dự án ICO Homeland sẽ đi xa hơn và đi nhanh hơn. Chúng ta kể đến như Bridnet, Genis Zero, Nest Object và cuối cùng là Marcus Arcos. Ngoài ra, dự án ICO Homeland mà chúng ta đang quan tâm đang trở thành tâm điểm của rất nhiều bài báo trên rất nhiều mặt báo nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử cũng như các hãng thông tấn báo chí khác, ví dụ như trang báo về các thông tin đầu tư, đó là Investopia có viết Blockchain đang thay đổi thế chấp trò chơi như thế nào. Trang báo Crystal Economy viết Blockchain platform đơn giản hóa quá trình bắt đầu thế chấp mang lại cho người vay và người cho vay gần nhau hơn. Trang báo New BTC 5 phân cấp nền tảng nào tạo nên sự khác biệt. Trang báo Tech From quỹ crowd thế chấp tiếp theo của bạn trên Blockchain. Trang báo Live Bitcoin New, tại sao chúng ta cần bắt đầu mở rộng các lựa chọn tài chính cho quyền sở hữu nhà. Trang báo Bitcoin Exchange Guide, Homeland ICO mã thông báo HMD Blockchain Montegate Crowdfunding. Trang báo Blog Charmin Blog viết về Homeland là một tòa nhà, một mạng lưới cho vay phi tập trung cho các khoản thế chấp nhà. Trang báo Inside Monkey viết về Homeland là Blockchain làm gián đoạn thị trường bất động sản với thế chấp huy động vốn từ cộng đồng. Trang báo Bit Guru viết về Homeland là đây là cách Blockchain công nghệ đang phá vỡ ngành công nghiệp thế chấp. Trang báo Crystal Vest viết về Homeland là Homeland là gì? Một giải pháp Blockchain Power nhằm thay đổi các khoản vay cho thế chấp. Trang báo Bitcoinist viết về Homeland là làm thế nào công nghệ Blockchain để phá vỡ ngành công nghiệp cho vay thế chấp. Trang báo Tom Ho Final viết về Homeland là sắp ra mắt ngành công nghiệp thế chấp Blockchain. Trang báo Bitcoin Chaser viết về Homeland là phá vỡ thị trường bất động sản với Blockchain. Trang báo Hacker Noon viết về ICO Homeland là tại sao Blockchain sẽ là tuyệt vời cho ngành công nghiệp cho vay thế chấp. Trang báo Nasdaq viết về Homeland là Blockchain có thể là câu trả lời cho các hệ thống cho vay công bằng hơn. Trang báo Blog Economy viết về Homeland là Homeland ICO nền tảng cho vay thế chấp Blockchain ngang hàng. Trang báo Yahoo Finance viết về Blockchain viết về Homeland là Bitcoin đầu tiên hợp đồng tương lai Ethereum hiện tại chính thức ra mắt. Trên đây là thông tin về dự án ICO Homeland. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.